công ty giải thể thì có phải trả nợ? Giải thể là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ rút khỏi thị trường một cách hợp pháp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể chủ động làm thủ tục giải thể hoặc bị bắt buộc giải thể khi doanh nghiệp đó không còn đáp ứng đủ các điều kiện để tồn tại theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp chỉ được phép giải thể khi hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, đó là một trong những điều kiện tiên quyết được quy định tại khoản 2 điều 207 luật doanh nghiệp năm 2020. Nếu doanh nghiệp đã được coi là giải thể mà vẫn còn khoản nợ trên thực tế, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp này cố tình không kê khai đầy đủ các khoản nợ chưa thanh toán, được ghi nhận khi làm hồ sơ giải thể nhằm việc trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Có thể thấy rằng, hồ sơ giải thể không đảm bảo tính chính xác và khách quan, lúc này, chủ nợ có quyền yêu cầu doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ. Nếu doanh nghiệp không trả nợ dựa trên lý do doanh nghiệp đã có quyết định giải thể hay bất kỳ lý do nào khác, thì chủ nợ có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi đó, chủ nợ cần chuẩn bị những tài liệu sau. 1. Đơn khởi kiện. 2. Giấy tờ pháp lý của bên khởi kiện, cá nhân, chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu hộ khẩu, đối với doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Hợp đồng liên quan giữa hai bên. 4. Giấy tờ, tài liệu xác nhận nợ. 5. Các tài liệu chứng minh khác, nếu có. Nếu các bạn có vướng mắc cần được hỗ trợ tư vấn hay thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, hãy liên hệ với luật vì chân lý The Mít nhé.